якщо у кого тривога, то... Nếu có bạn nào cần đi đến hầm trú bom thì cứ đi nhé. Nếu nhà ai có còi báo động không kích thì hãy ra hầm trú ẩn. Nếu mọi việc đều ổn thì chúng ta tiếp tục nào. Buổi học của bé Arina Harasibova thỉnh thoảng lại bị cắt ngang khi cô giáo đưa ra những cảnh báo như vậy trên không gian mạng. Nhà cô bé ở Sloviansk, một thành phố của vùng Donetsk ở miền đông Ukraine, nơi thường xuyên bị các cuộc không kích của Nga đe dọa và chỉ cách vùng chiến sự ác liệt có khoảng 40 km. Cô bé 8 tuổi đầu tiên bị buộc phải chuyển sang học trực tuyến do đại dịch Covid-19, và sau đó là khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra gần 2 năm trước. Mẹ cô bé Arina cho biết con mình đã không đến trường kể từ lớp 1. Bé từng tham gia các lớp học judo bởi vì bé rất là năng động. Bây giờ khi tôi nhìn con, tôi thấy con đã thay đổi rất nhiều. Con chẳng muốn làm gì cả, không có bạn bè, tinh thần xuống thấp. Con biết còn rất lâu nữa mới có thể trở lại trường học để tập judo. Con đã thay đổi nhiều, về mặt tinh thần mà nói thì rất khó khăn cho bé. Hiện đang học lớp 3, Arina cho biết em muốn kết bạn, gặp thầy cô giáo và chơi bên ngoài trong giờ ra chơi. Em chưa bao giờ gặp gỡ bạn bè cùng lớp và chỉ biết các bạn qua những hình ảnh thu nhỏ trên mạng. Nhưng hy vọng trở lại lớp học dường như là một giấc mơ xa vời. Hiệu trưởng trường học địa phương Anatoly Pohorelov cho biết các lớp học ở khu vực tiền tuyến như Sloviansk sẽ vẫn áp dụng hình thức học từ xa trừ khi các hầm tránh bom tốt hơn được xây dựng hoặc cho đến khi cuộc xung đột kết thúc. Giáo dục từ xa là cách duy nhất lúc này. Có thể khi Ukraine giành lại được phần lớn hoặc toàn bộ lãnh thổ, chúng ta có thể xem xét hình thức học hỗn hợp hoặc học trực tiếp tại lớp và khả năng học ở những nơi có hầm tránh bom được trang bị đầy đủ. Tuy nhiên, hiện chúng tôi không có lựa chọn này. Tuy nhiên, ở khu vực Kharkiv ở miền đông bắc Ukraine giáp biên giới với Nga đã bắt đầu xây dựng các trường học ngầm kiên cố để cho phép trẻ em quay trở lại học tập trực tiếp một cách an toàn. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.